Shop Minh Thảo PCP xin kính chào tất cả các anh em đam mê nha. Chào tất cả các anh em. Thì đầu xuân năm mới, shop em xin kính chúc tất cả các anh em là vạn sự như ý nha. Tiền vào như nước mà tiền ra như giọt cà phê nha. Thì hôm nay em giới thiệu cho các anh em là khớp u điều áp trong nhé các anh em nhé. Khớp u điều áp trong, khớp u cricket nhé. Đây là một bộ khớp u mà em đã lắp sẵn cho các anh em xem nhá. Đây, van này thì mình có thể thay đổi được nha. Van này có thể là mình dùng loại rẻ tiền cũng được, mà loại trung tiền cũng được, hoặc là loại đắt tiền cũng có nhá. Đều được nhá các anh em nhá. Tất cả các van này là nhà em đều có nhá các anh em nhá, hàng sẵn luôn nhá. Đấy, bình cũng vậy nhá. Bình thì anh em nào mà có điều kiện một tí thì các anh em dùng van bình carbon. Đây, còn nếu mà anh em nào mà thích chơi chung chung thì các anh em dùng bình nhôm nhá. Đấy, như anh em đã nhìn thấy đây là khớp u cricket đều áp trong nha anh em nhá. Đấy, thì video lần trước là em đã giới thiệu với các anh em kỹ về khớp u rồi. Thì lần này em giới thiệu qua một bộ cho các anh em nhìn rõ lại thôi. Đấy, như các anh em đã thấy đấy, hàng rất đẹp nhá. Hàng nhà em là đẹp long lanh và đầy đủ tất cả phụ kiện khi gửi hàng nhá. Các anh em yên tâm là không lo về là thiếu hàng hay như nào đâu nhá. Shop em đảm bảo là nếu mà có lỗi của nhà sản xuất hay như nào thì shop em sẽ đổi trả cho các anh nhá. Các anh em tâm nhá. Đấy. Thì nhân tiện đây em cũng nói qua với các anh là bên em có sẵn tất cả các loại van cricket nha anh em nhá. Đây là van loại rẻ tiền này. Anh em nào thích dùng rẻ tiền thì chơi loại này này. Đấy. Van màu bạc trắng, bạn ngắn. Van này là van trung tiền nhá, van tầm trung. Đấy, màu đen nhá. Còn một loại van hộp rút là van đắt nữa thì hôm nay em lại bán hết rồi. Để hôm sau em sẽ nhập thêm một lô mới về thì em sẽ quay cho các anh em xem về van hộp rút nhá. Nó sẽ đẹp hơn van này. Tiền nó hơn cho nên là đẹp hơn. Cái van này em giá công khai luôn cho anh em là 600.000 nhá. Đấy, cái này thì chỉ hơn 1 triệu một tí nhá. Cái van đen này hơn 1 triệu một tí nhá. Còn một van hộp rút nữa thì nó sẽ nhỉnh hơn cái van đen này một tí nhá. Đấy, anh em nào mà thích cái gì thì liên hệ lại với shop em, thì shop em sẽ tư vấn và gửi hàng cho các anh em nhá. Rồi, chào tất cả các anh em.